tam chuyển đối với mỗi sự thật có ba bước hành động trong kinh gọi là tam chuyển thứ nhất là thị chuyển nghĩa là nhận diện cái khổ đây đích thực là cái khổ của tôi nếu muốn giúp đỡ một người bạn ta nói đây đích thực là cái khổ của anh anh nhìn lại xem có phải không công việc đầu tiên của bác sĩ là chỉ cho bệnh nhân biết anh ta có bệnh và bệnh nhân phải công nhận anh ta có bệnh thì bác sĩ mới có thể công tác được. Không phải tự dưng mà nhận diện được cái khổ. Phải có kiến thức, phải có kinh nghiệm, phải thực tập, phải lắng nghe, phải nhìn kỹ thì mới nhận diện được cái khổ thật của mình. Hành động thứ hai là khuyến chuyển, nói rằng nỗi khổ này tôi muốn được liễu tri. Liễu tri là hiểu thấu ta biết rằng mình có chứng bệnh đó rồi. Cần phải thay rõ bản chất của bệnh, hành tướng của bệnh như thế nào, bệnh nặng tới cấp độ nào rồi, căn bệnh phát tác buổi sáng như thế nào, buổi trưa như thế nào, buổi chiều như thế nào, trong giấc ngủ bệnh phát hiện ra sao. Đó là liễu tri về cái khổ. Đã nhận diện rồi, nhưng phải tìm hiểu rõ hơn. Đó là hành động thứ hai để bánh xe Pháp quay thêm, gọi là nhị chuyển và thứ ba là chứng chuyển là chứng nghiệm rằng cái khổ này đã được liễu tri chứng ở đây có nghĩa là đã tu tập đã thấy được đã liễu tri được cái khổ chuyển thứ nhất đưa tới cái chuyển thứ hai chuyển thứ hai đưa tới cái chuyển thứ ba tóm lại đối với sự thật thứ nhất ta phải đi qua ba giai đoạn hành trì giai đoạn hành trì đầu tiên là nhận diện giai đoạn hành trì thứ hai là phải phát tâm sâu sắc muốn hiểu muốn chuyển hóa và thứ ba là hiểu được bản chất hành tướng của niềm đau khổ đó là tam chuyển đối với sự thật thứ hai là khổ tập cũng có tam chuyển trước hết là thực tập nhận diện những nguyên do xa gần đã đưa tới khổ phải quán chiếu mới thấy được các yếu tố kết tập có thầy có bạn giúp đỡ thì ta quán chiếu được rõ hơn. Đây là sự hình thành của khổ đau. Vì tôi ăn, tôi uống món đó. Vì tai tôi nghe tiếng đó. Mắt tôi nhìn ngắm cái đó. Tôi hấp thụ những thực phẩm đó hàng ngày. Nên bây giờ tôi có căn bệnh này, niềm đau khổ này. Phải thấy đây là một việc thực tập. Khuyến chuyển, tức là phát khởi tâm niệm đoạn trừ những căn nguyên trên. Tôi biết thân thể tôi bệnh hoạn đau đớn như vậy là vì tôi đã ăn như vậy, đã uống như vậy, đã ngủ như vậy, đã làm việc như vậy. Bây giờ phải ngưng đừng ăn như vậy, đừng uống như vậy, đừng sống đời sống hàng ngày theo kiểu đó nữa. Tập này cần phải đoạn, đó là khuyến chuyển của sự thật thứ hai. Nếu ước muốn đó không đủ mạnh thì không bao giờ thực hiện được chuyện diệt khổ. Ý muốn tiêu diệt mầm mống của đau khổ phải sức mạnh, phải cương quyết chấm dứt tiếp theo chứng chuyển là thực chứng tập này đã được đoạn diệt cũng có ba chuyển diệt là sự vắng mặt của đau khổ tức là hạnh phúc là xác nhận sự có mặt của an lạc trước đây ta không mang nỗi đau khổ mà ta đang mang bây giờ chung quanh ta có những người không mang nỗi đau khổ này đó là xác nhận có trạng thái không bệnh có tình trạng giải thoát an lạc có hạnh phúc nếu không nhận diện được nỗi khổ thì ta không có năng lực diệt khổ. Người mắc bệnh nhức đầu, biết xác nhận mình có đau đầu, đó là sự thật thứ nhất. Rồi xác nhận nguyên do vì sao mình bị nhức đầu là sự thật thứ hai. Xác nhận rằng có tình trạng không đau đầu, chính mình đã hưởng trong quá khứ và mình sẽ được hưởng trong tương lai nếu mình chịu chữa bệnh. Xác nhận có những người không đau đầu xung quanh mình, đó là sự thật thứ ba. Sự an lạc này, sự thật về việc này cần phải được chứng, cần phải được thực hiện. Tôi muốn trở lại trạng thái an lạc cũ, tôi muốn sống trong trạng thái an lạc như anh, vì anh đang không có căn bệnh như tôi, đó là khuyến chuyển. Và thứ ba, chứng chuyển là trạng thái diệt bệnh đã được chứng nghiệm. Đây, tôi đã đạt tới an lạc rồi, tôi không còn đau đầu nữa. Và đạo cũng có ba chuyển. Chuyển thứ nhất là nhìn thấy đây là con đường, đây là phương pháp diệt khổ, xác nhận có một con đường, một phương pháp, nhận rõ con đường đó và phương pháp đó giúp cho ta thoát khổ đau và đạt tới an lạc. Chuyển thứ hai là đạo này cần được tu tập, đó là khuyến chuyển. Thao thức ước muốn thực tập, vì ta biết rằng chỉ có thực tập mới đưa tới chuyển hóa không thể cầu một đấng thiên niên nào tu hộ cho mình chuyển hóa. Ta phải tự mình tu. Nếu muốn tới thì ta phải đi bằng hai chân của ta. Thứ ba là tu chứng đạo. Đạo đã thực tập rồi thì cố nhiên diệt đã chứng, tập đã đoạn và khổ đã liễu tri. Trong bài pháp thoại đầu tiên của Bục, chúng ta thấy ngay đạo Bục không phải là một tôn giáo thờ cúng không cầu xin một đấng thiên niên nào bàn hạnh phúc và cởi bỏ khổ đau cho mình. Ta phải tự đi bằng hai chân ta trên con đường diệt khổ. Mỗi diệu đế có ba hành động, nhân với bốn sự thật thành mười hai, gọi là tam chuyển và thập nhị tướng. Bụt nói với năm vị đệ tử rằng, Các thầy, ngày xưa khi tôi chưa rõ diện mục của khổ, tập, diệt và đạo, thì tôi chưa nói tôi là người hoàn toàn giác ngộ. Nhưng giờ đây, tôi đã nhận rõ được diện mục của khổ, tôi đã liễu tri khổ, tôi đã nhận diện được tập, tôi đã đoạn trừ tập, tôi đã nhận diện được diệt, tôi đã chứng được diệt. Tôi đã nhận diện được đạo, tôi đã tu thành đạo. Bây giờ, tôi nói tôi là người chứng ngộ. Đó là một câu trong kinh Tam chuyện pháp luân. Phật lại nói này năm thầy khất sĩ vì tôi có thể thấy được bằng thực chứng ba chuyển và mười hai tướng trong bốn sự thật này cái thấy và sự tu chứng đó đã đem lại trí tuệ đem lại ánh sáng cho nên tôi mới tuyên bố trước tất cả các chư thiên các loài ma các bậc sa môn các vị bà la môn trong tất cả thế gian là tôi đã diệt hết phiền não và đã được giải thoát chứng ngộ quả vị giác ngộ hoàn toàn Câu nói đó cũng ở trong kinh Tam chuyển Pháp luân. Ta có thể thấy, ban đầu năm vị đệ tử không tin Bụt đã giác ngộ, nhưng sao họ phải tin rằng Bụt đã giác ngộ? Vì Bụt đã nhận thức sâu sắc về bốn diệu đế, không phải ngài nhận thức bằng trí năng mà bằng kinh nghiệm và thực chứng, vì ngài đã đi qua Tam chuyển, thập nhị tướng. Muốn giảng về tứ diệu đế, chúng ta cũng phải trải qua tam chuyển và thập nhị tướng như vậy thì người nghe không những tin ngay mà có thể giác ngộ ngay câu này được lặp lại hai lần này quý vị khi tôi chưa thấy biết thật sự tam chuyển và thập nhị tướng của bốn sự thật thì tôi chưa bao giờ nói rằng tôi giác ngộ hoàn toàn nhưng giờ đây tôi đã thấy biết thật sự được tam chuyển và thập nhị tướng của bốn sự thật cho nên tôi mới tuyên bố trước mặt tất cả mọi loài rằng tôi là bậc giác ngộ hoàn toàn thế biết thật sự là một câu trong kinh như thật tri kiến tri là biết kiến là thấy biết không phải bằng trí năng mà biết bằng kinh nghiệm biết bằng cái thấy của mình gọi là như thật tri kiến như thật là jathaputam tứ diệu đế là phép thực tập tứ diệu đế không phải là một lý thuyết tứ diệu đế là một công trình thực tập khi chúng ta nói cái khổ có thật chúng ta không đưa ra một lời tuyên bố suông đây là cái khổ đây là hành tướng của cái khổ cái khổ này cần phải được nhận diện cái khổ này cần phải được liễu tri cái khổ này tôi muốn thấy rõ và hiểu rõ bản chất nội dung và hành tướng của nó cái khổ này tôi đã thấy rõ tôi đã thấy được hành tướng, nội dung và bản chất của nó. Đó là những bài thực tập, chứ không phải là những lời tuyên giảng. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ chỉ lặp lại những lời nói suông. Chúng ta có thể sẽ nảy sinh ý muốn chứng minh và lý luận rằng trong đời tất cả đều là khổ. Việc đó tốn thì giờ, tốn cả cuộc đời chúng ta và phí công buộc dạy. Sự thật thứ nhất, khổ đế, là một phép thực tập. Sự thật thứ hai, tập đế, là một phép thực tập. Sự thật thứ ba, diệt đế, là một phép thực tập. Và sự thật thứ tư, đạo đế, là một phép thực tập. Và Bụt đã thực tập qua ba chuyển và mười hai tướng. Cho nên Bụt nói ba pháp thoại này với tất cả sức mạnh của một người giác ngộ. Trong một kinh khác, kinh tập sanh, Bụt nói như sau cái gì đã xảy ra cho ta nếu ta quán chiếu sâu sắc vào tự thân nó là ta đã bắt đầu đi trên đường giải thoát câu này có nghĩa là khi ta nhận diện khổ khi thấy được khổ tập rồi là con đường đưa tới an lạc đã bắt đầu khổ có chứa đựng tập khổ chứa đựng diệt và khổ chứa đựng đạo đó là nguyên tắc tương tức ta phải dùng vào bài học tứ diệu đế Đạo Bụt nói tới khổ Đức Kha, nhưng chữ khổ nói tới trong Đạo Bụt không giống ý niệm khổ những người khác nói. Vì cái khổ Bụt nói liên hệ tới tập, diệt và đạo. Có thể nhiều tôn giáo và truyền thống khác cũng nói tới khổ. Nhưng nghĩa chữ khổ họ nói tới không cùng nghĩa với chữ khổ trong Đạo Bụt. Nếu không hiểu gì về tập, diệt và đạo thì ta chưa hiểu được chữ khổ mà Bụt nói đến. Đó là nguyên tắc tương tức cần phải nắm vững trong khi học giáo lý. Khi giảng dạy về khổ đế mà không làm cho người ta thấy được trong khổ đế có chứa đựng hạt giống của diệt, của đạo và của tập đế, thì cái khổ đó không phải là cái khổ mà Bụt nói đến. Ta phải dùng ngọn đuốc nhân duyên soi vào để hiểu được giáo lý chân thật của Bụt. Chúng ta phải hiểu rằng khổ đế được trình bày trong quá trình tu tập và chuyển hóa, chứ không phải là để than thở. Rất nhiều kinh điển như kinh Tập Sanh đã nói rõ là diệt và đạo nằm sẵn trong sự quán chiếu về khổ và khổ tập. Một sự thật chứa sẵn đủ ba sự thật kia. Hiểu như vậy mới đúng nguyên tắc duyên khởi của đạo Bục. Ngày xưa khi còn trẻ, tôi nói rằng tứ đế là nguyên tắc của sự thực tập, theo nguyên tắc trị liệu của y khoa. Điều đó đúng, nhưng nay tôi thấy tứ diệu đế không phải chỉ là nguyên tắc của sự thực tập tứ diệu đế là bản thân của sự thực tập nhị đế chúng ta mới chỉ dùng tới ngọn đuốc duyên khởi để soi sáng bốn sự thật còn ngọn đuốc thứ hai nữa là nhị đế những điều chúng ta vừa nói ở trên về tứ diệu đế nằm trong phạm vi tục đế đó là lãnh vực của sự thật tương đối, trong đó có khổ, có lạc, trong đó ý tưởng, khái niệm và ngôn từ được sử dụng. Đứng trên phương diện chân đế thì chúng ta phải hiểu tứ diệu đế cách khác. Trong thế giới của sự thật tuyệt đối thì không có khổ mà cũng không có lạc. Nói cách khác, cái vui của chân đế không phải là cái vui của tục đế, nhưng chúng ta đã biết chân đế không trái ngược với tục đế. Khi thực tập trong phạm di tục đế một cách sâu sắc rồi, ta sẽ thấy chân đế tự nhiên hiển lộ. Trong phạm vi tục đế, sự thật có giá trị tương đối. Khổ là ngược lại với vui. Cái vui đó có thể trở lại thành khổ, rồi khổ đó trở lại thành vui, dân dân. Trong phạm vi tục đế, chúng ta thường nói sinh ra là khổ, già là khổ, chết là khổ, thương nhau mà không được gần nhau là khổ, ghét nhau mà cứ phải nhìn mặt nhau mỗi ngày là khổ đó là những cách diễn tả về cái khổ nhưng đó là thuộc lãnh vực tục đế chúng ta nên nhớ tục đế chỉ là những sự thật có giá trị tương đối ví dụ sinh là khổ đó là một sự thật khi chúng ta nhìn vào cuộc đời một con người từ khi sinh ra cho đến khi chết nhưng ngược lại ta cũng thấy khi một người mẹ sinh con ra thì cả nhà cả họ đều mừng vui. Khi một người như là Siddhartha được sinh ra là cả hoàng cung làm lễ ăn mừng. Như vậy thì sinh cũng có thể là vui chứ không phải chỉ là khổ và sinh nhật vốn là một ngày vui. Trong phạm vi tục đế, tùy theo cái cách nhìn của chúng ta mà một hiện tượng được nhận thức là vui hay là khổ. Trời lạnh có thể làm chúng ta bị cảm, chúng ta khổ, chúng ta chết thì ta nói lạnh là khổ. Nhưng nếu chúng ta biết đốt lò sưởi, biết cách mặc áo cho ấm, thì không khí lạnh kia sẽ trở thành dễ chịu, có thể làm cho ta vui. Cũng một câu nói kia mà người này nổi sùng, còn người khác mỉm cười, thì không phải câu nói đó gây khổ, mà cách tiếp nhận làm cho ta khổ hay không khổ. Thành ra, khổ không phải chỉ là những thực tại khách quan, mà còn là những thực tại chủ quan có những điều chúng ta cho là khổ nhưng người khác không coi là khổ có những điều chúng ta cho là vui nhưng người khác không cho là vui đó là phạm vi của tục đế của sự thật tương đối đứng trong phạm vi tuyệt đối cái vui và cái khổ có một kích thước khác ví dụ hai con gà sắp bị nhốt chung trong lòng để đem làm thịt ở trong lòng hai con đang tranh nhau những hạt ngô hạt lúa con này nói với con kia ăn cây hạt lúa này ngon hơn hạt bắp này hôi quá hai anh bàn nhau cái gì là vui cái gì là khổ không biết cái khổ thật sự của cả hai là sắp bị cắt tiết mà đối với một con gà thì sự kiện không bị đem ra làm thịt là niềm vui lớn nhất triết lý về khổ vui của hai con gà nằm trong giới hạn tương đối chúng ta nhìn từ quan điểm khác để thấy được cái mà hai con gà không thấy thoát ra khỏi lòng không bị làm thịt đó mới là niềm vui thật sự tịch diệt chúng ta đọc lại những câu kệ chư hạnh vô thường thị sinh diệt pháp sinh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc các hiện tượng đều là vô thường đều là những hiện tượng có sinh và có diệt khi cả sinh và diệt đều được diệt hết thì trạng thái tịch diệt đó là niềm an lạc chân thật trong thế giới có sinh diệt trong hiện tượng giới thế giới của tích môn sinh là một niềm vui diệt tạo ra khổ đau nhưng trên quan điểm chân đế khi cả sinh và diệt đều biến mất thì cảnh tịch diệt này mới là niềm vui đích thực chữ diệt trong cặp đôi sinh diệt chắc chắn không cùng nghĩa với chữ diệt trong tịch diệt cái diệt của chân đế vượt ra ngoài cả sinh lẫn diệt, khác với cái diệt trong phạm vi Tục đế. Nên chữ diệt ở trong Chân đế không cùng một nghĩa như chữ diệt trong Tục đế. Trong phạm vi Chân đế, đôi khi ta không thể dùng ngôn ngữ thông thường, điều này rất quan trọng, chúng ta phải thấy rõ. Tâm kinh Bát Nhã nói: "Không khổ tập diệt đạo." Kinh tam chuyển Pháp luân nói: "Có khổ tập diệt đạo." tâm kinh nói ngược lại điều kinh tam chuyển pháp luân nói vì tâm kinh đứng trên bệnh viện chân đế mà nói như vậy tâm kinh không đối nghịch với kinh tam chuyển pháp luân kinh tam chuyển pháp luân nói trong phạm vi tục đế nhưng khi ta thực tập sâu sắc thì cũng nhìn thấy như tâm kinh đó là không có khổ tập diệt đạo chúng ta hãy nhớ khổ là một cái tướng một pháp mà tất cả các pháp tướng đều có tính vô thường và vô ngã hiện tượng khổ không thể có nếu không có hiện tượng tập không có hiện tượng diệt hiện tượng đạo chúng ta biết rằng cái khổ nói tới trong đạo bục hàm chứa tập diệt và đạo nếu không có tập diệt và đạo thì khổ cũng không có cho nên tâm kinh đã nói cái khổ tự nó không có nghĩa là không có cái khổ như là một thực tại độc lập với diệt, với tập và với đạo. Chúng ta hãy nhìn bông hoa. Bông hoa này không thể có mặt nếu không có ánh sáng mặt trời, đám mây, cơn mưa và trái đất. Mặt trời, đám mây, trái đất và tâm thức của chúng ta đều có trong bông hoa này. Bông hoa riêng biệt, độc lập, chính nó không thể có, nên nói là không. Khi nói không khổ, tập, diệt, đạo là tâm kinh nói trên bình diện chân đế. Nếu chúng ta thực tập sâu sắc bài học trong tục đế, thì tự nhiên sự thật trong chân đế hiện ra. Nếu thực tập sâu sắc tam chuyển và thập nhị tướng của tứ diệu đế, thì ta cũng thấy được sự thật nói trong kinh bát nhã. Không khổ, tập, diệt đạo, không trí cũng không đắc, vì không có sợ đắc đã nhìn rõ về chữ khổ như vậy thì hiểu diệt cũng như vậy. Đứng trên bình diện chân đế thì cái diệt trong tịch diệt không phải chỉ là sự vắng mặt của cái khổ tương đối mà cũng là sự vắng mặt cả cái vui tương đối. Thực tập sâu xa thì cái diệt nói trong tứ diệu đế là cái diệt vượt thoát ra cả khổ và không khổ. Diệt đó là tịch diệt, không phải chữ diệt đối lại với chữ sinh trong câu thứ hai mà là sự vắng mặt của cả hai, cái sinh và diệt. Tịch diệt, vi lạc là chân đế. Khi học tứ diệu đế và giảng giải tứ diệu đế, chúng ta có thể bắt đầu bằng tục đế, rồi trong quá trình tu học và giảng bày, chúng ta từ từ đi sang phạm vi chân đế, mà chân đế với tục đế tiếp nối với nhau, chứ không phải trái ngược nhau. Nếu ta thấy có chống đối, có mâu thuẫn, là vì chúng ta chưa thấy được tính cách nhất quán của tục đế và chân đế. Học tứ diệu đế mà dùng đạo lý duyên khởi và nhị đế soi sáng thì ta sẽ không đi lầm đường. Đây là phương pháp học mới, dù đã truyền lại từ ngàn xưa, một phương pháp rất cần thiết. Sau này học về bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, ta cũng sẽ học theo phương pháp đó. Tôi đã học phương pháp này từ những lời buộc dạy kinh tập a hàm gọi là gavampati sutra kể chuyện một số vị khất sĩ đang nói với nhau rằng người nào thấy được sâu sắc sự thật về khổ thì có thể thấy luôn được sự thật về tập về diệt về đạo khi thầy gavampati nghe như vậy thì thầy xác nhận rằng này các thầy chính tay tôi nghe đức thế tôn nói ai thấy rõ được cái khổ thì thấy luôn cả tập cả diệt cả đạo Ai thấy rõ được tập thì thấy cả khổ, diệt và đạo. Ai thấy rõ được đạo thì thấy được khổ, tập và diệt. Kinh đó chứng tỏ rằng duyên khởi là phương pháp ta phải sử dụng trong suốt hành trình học hỏi và tu tập. Nếu người ta hỏi trong đạo bục có nói về khổ, nhưng ý nghĩa về khổ như thế nào thì quý vị đã biết câu trả lời rồi. Không hiểu ý nghĩa của tập, diệt đạo thì không hiểu được ý nghĩa chữ khổ trong đạo bục. Đó cũng gọi là phương pháp tương tức.